Niềm hy vọng của giật băng nghệ thuật xứ Hàn, vận động viên Kim Jenna đã bước lên bục cao nhất tại giải vô địch thế giới 2013 tại bang Ontario, Canada sau 2 năm vắng bóng. 4 năm trước, Kim Jenna cũng đã từng giành ngôi vị cao nhất trong giải vô địch giật băng thế giới. Ở nội dung tự do, Kim Jenna là vận động viên biểu diễn cuối cùng trong số 34 vận động viên. Trên nền giai điệu vừa nhạc kịch Những Người Khốn Khổ, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Victor Hugo, cô đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các động tác xoay 3 vòng trên không với kỹ thuật trình diễn ngoạn mục. Kim Jenna đạt được 148,34 điểm cho bài biểu diễn tự do. Tổng số điểm cô giành được là 278,31 điểm, hoàn toàn chinh phục được khán giả và ban giám khảo. Với số điểm này, nữ hoàng giật băng xứ Hàn đã chiến thắng hết sức thuyết phục, bỏ xa đương kim vô địch Kalina Kostner của Ý với tổng số điểm 197,89 và đối thủ chuyên kiếp người Nhật Bản Mao Osata với số điểm 196,47 điểm. Với chiến thắng này, Kim Jenna đã mang về cho Hàn Quốc 3 vé tham dự Olympic mùa đông sẽ được tổ chức tại Sochi của Nga vào tháng 2 năm 2014. Thành tích này cũng là bước chạy đà hoàn hảo trước khi cô bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông. Hy vọng ngôi sao sân băng xứ Hàn sẽ giữ được ngôi vị vô địch mà cô từng giành được trong kỳ Olympic mùa đông lần trước tổ chức tại Vancouver, Canada.